đền Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sa tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi Chầu đánh giặc. Chầu Đệ Tứ Khâm Sa có danh hiệu là Chiêu Dung Công Chúa, vốn là Mai Hoa Công Chúa, Bồng Lai Tiên Nữ ở trên thượng giới giáng sinh, Nam Việt cứu dân hộ quốc. Những năm đầu công nguyên ở Thiên Lộc, phủ Đức Quang, có ông tù trưởng tên là Đặng Công Thành kết duyên với bà Lý Thị Ngọc, vốn nhân đức làm ăn lương thiện. Ông bà sinh hạ được 5 người con trai. Sau khi chồng mất, gặp buổi nan ly, bà nuôi chí yêu nước và truyền cảm hứng cho con. Bà tập hợp binh sĩ tiêu diệt giặc. Thế giặc mạnh nhiều phen, bà phải rút về để bảo toàn lực lượng. Nghe tin hai bà Trưng khởi nghĩa, bà cùng các con cất quân về quần tụ. Thấy tư chất của bà Trưng Nữ Vương, đặt tên cho bà Lý Thị Ngọc Ba, ý nghĩa là quan trọng thứ ba sau hai bà. Sau khi chiến thắng, Trưng Chắc xưng vua, phong cho bà là Chiêu Dung Công Chúa, giao cho đất Kim Cốc làm thái ấp. Một hôm mây mù kéo đến, sóng gió nổi lên, tất thảy mẹ con bà được xuống thuyền. Khi sóng lặng, không thấy mẹ con bà trở về, mọi người cho là bà đã hóa, bèn lập đền thờ. Hôm đó đúng là ngày mùng 6 tháng Chạp. Chầu lại còn có một hóa thân nữa, cũng dám vào nhà họ Lý và cũng có tên là Lý Thị Ngọc Ba, sinh ra ở Quý Hương, An Thái, Vụ Bản, Nam Định. Sau Chầu trở thành nữ tướng. Tương truyền rằng Chầu là người mạnh mẽ, khẳng khái, chính trực, ai làm sai quân phép thì chém luôn rồi mới tấu. Chầu giúp vua dẹp giặc và trấn thủ vùng Hà Trung, Thanh Hóa nên được vua phong là Chiêu Dung Công Chúa. Chầu Đệ Tứ được quốc mẫu giao nhiệm vụ Khâm Sai Tứ Phủ Tam Tòa, biên sổ thiên đình, quyền cai bản mệnh. Chầu Đệ Tứ ít khi ngự đồng. Khi ngự đồng, Chầu mặc áo vàng, cầm quạt khai quang, rồi múa kiếm, múa cờ lệnh. Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai hay còn gọi là Chầu Đệ Tứ là một vị thánh ở trong Đạo Mẫu Tứ Phủ Việt Nam, người đứng thứ tư trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà. Danh hiệu của Chầu là Chiêu Dung Công Chúa, có quyền khâm sai bốn phủ. Ngự đồng về thường mặc y phục màu vàng, hát văn. Có đoạn kể về Chầu Bà như sau: Quý Hương, An Thái, xã Danh, có Chầu Đệ Tứ hách danh phảm trần. Tuy vậy, Chầu Bà giáng ở nhiều nơi, hiện có bốn nơi thờ tự chính như sau. Thứ nhất, đền Chầu Đệ Tứ Khâm Sai tại xã An Thái,
nay là xã Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, nằm trong quần thể di tích Phủ Dày. Nơi thứ hai là đền mẫu Bát Tràng. Ở địa điểm này, chầu bà giáng sinh vào nhà Đồng Tâm Trần Thị, người làng Bát Tràng, sống trong khoảng thời gian từ năm Mậu Thìn 1568 tới năm Ất Dậu 1585. Hàng năm, tiệc đản hóa đều tổ chức vào ngày 24 tháng 9 âm lịch. Làng Bát Tràng tổ chức hội đền mẫu Bát Tràng trong 3 ngày, từ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9 âm lịch. Nơi thứ ba, đền Chầu Đệ Tứ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, nơi thờ vọng. Nơi thứ tư, đền Chầu Đệ Tứ tại Hà Trung, Thanh Hóa, gần dẻo Cô Bơ, Cô Tám. Ngoài ra, chầu bà Đệ Tứ còn được thờ chính tại phủ chính Tiên Hương Phủ Dày, với ngôi vị chầu thủ phủ cận kề bên Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trấn Nam Thiên Nữ Trung Nghiêu Thuấn, đất Xuân Nam có đấng Châm Anh, Quý Hương An Thái xã danh, có chầu Đệ Tứ hách danh còn truyền. Lào lào thụ sắc hoàng thiên, ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa, gia uy sát quỷ trừ tà, chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng. Khâm sai tứ phủ tùy lòng, chiêu dung công chúa ngự đồng cứu dân. Hay nói về tài sắc của chầu, văn ca ngợi: mặt hoa tươi tốt má hồng, gồm lo tứ đức tam tòng vẻ vang, rườm già tóc phượng vấn ngang, lưng ong má phấn vẻ càng tốt tươi. Miệng chầu cười như trăm hoa nở, đích lên tài tiên nữ bồng lai, vào tâu da rộng khoan thai, đã trong hiển ứng lại ngoài tối linh.